Như Mây xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên cho phép Như Mây được tâm sự một chút. Gần đây kênh có thêm một số giọng đọc mới. Mặc dù có thể chất lượng chưa hoàn hảo, nhưng mong rằng sẽ được mọi người cổ vũ và ủng hộ. Khối lượng tin tức cần dịch thuật và tổng hợp ngày càng nhiều. Để đảm bảo tin tức được cập nhật nhanh chóng, Mây cần thêm một số bạn trẻ giúp Mây thêm mình tin tức. Giữ phần tổng hợp tin tức và dịch thuật, Mây muốn tự mình làm nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp tới khán giả một cách tốt nhất. Vì vậy Mây hơi quá tải về khối lượng công việc. Mong rằng 8790 vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với phần tin tức chính của ngày hôm nay nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới giải trí luôn xô bồ và hỗn độn. Đằng sau ánh đèn sân khấu là mặt trái của sự nổi tiếng. Người nổi tiếng thì muốn tìm tới chút riêng tư, còn người chưa nổi tiếng thì cố kiếm thêm chút nhiệt. Tiêu Chiến hiện nay đang là idol hàng đầu CPS với số lượng người hâm mộ khủng. Trong suốt chặng đường phát triển của Tiêu Chiến, phải cảm ơn nỗ lực của bản thân anh ấy và sự ủng hộ của mọi người. Sự nổi tiếng không phải tự dưng mà Tiêu Chiến có được. Tuy vậy hiện nay, có một số người lại muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Tiêu Chiến để tăng thêm nhiệt cho bản thân mình. Vài ngày trước, bỗng nhiên có một lượt tìm kiếm nóng hổi về Tiêu Chiến, từ khóa với nội dung chỉ ngữ nội dần dần trên cổ Tiêu Chiến, đi kèm với đó là hình ảnh trong bộ phim Chu Tiên khi Tiêu Chiến mới ra mắt. Nhưng sau đó người hâm mộ của Tiêu Chiến đã phát hiện ra rằng hot search đã tính toán dữ liệu cho bộ phim có chỉ ngữ nội đang được công chiếu. Hóa ra chỉ ngữ nội là nhân vật trong bộ phim Mộng Hoa Lục do diễn viên Đại Húc đóng. Trong bộ phim Chu Tiên, anh ấy tham gia vào một vai phụ và có cảnh anh ấy trèo lên cổ Tiêu Chiến. Tìm kiếm nóng bỗng dưng được tạo ra với nội dung chỉ ngữ nội dần dần trên cổ Tiêu Chiến. Một bộ phim đã ra mắt khá lâu bỗng dưng được đào lại và dữ liệu của nó lại được tính trong bộ phim mà Đại Húc đang tham gia công chiếu. Vào ngày 4 tháng 7, lượt đọc chủ đề này lên tới con số 216.346.536 lượt đọc. Tiêu Chiến đã trở thành mật khẩu cho lưu lượng truy cập. Vâng thưa quý vị và các bạn, đôi khi để sở hữu tương tác tốt, một số đoàn đội còn mua những lượt tìm kiếm nóng. Với mức nhiệt mà Tiêu Chiến mang lại, tự nhiên tiết kiệm chi phí hơn nhiều lần so với việc mua các tìm kiếm nóng về chủ đề chung. Vì thế nên nhiều bộ phim truyền hình, thậm chí là dự án cũng muốn co kéo Tiêu Chiến để gọi nhiệt thêm một thời gian. Tuy nhiên chủ đề này không kéo dài được lâu và nó đã bị hạ nhiệt. Nhưng điều này cho thấy xung quanh một người nổi tiếng có rất nhiều vấn đề mà chỉ nhìn bên ngoài bạn sẽ không thể biết được nó là trắng hay đen. Theo thống kê mức độ phổ biến nhân vật trong nửa đầu năm 2022, bác sĩ Cố Ngụy đứng ở vị trí đầu tiên với số điểm 9,35, trong đó số điểm trên 9 duy trì trong 18 ngày. Trong năm 2021, nhân vật Đường Tam của Tiêu Chiến có số điểm sở hữu cao nhất 9,45 trên danh sách xếp hạng, trong đó số điểm trung bình trên 9 duy trì tới 63 ngày. Những dữ liệu này cho thấy Tiêu Chiến thực sự tỏa sáng trong lĩnh vực phim ảnh. Hiện nay có quá nhiều thương hiệu muốn tìm tới anh ấy để hợp tác. Hãng bia Thành Đảo đang thắp sáng các ga tàu điện ngầm. Họ đã thuê 150 màn hình HD hiển thị quảng cáo thương mại của Tiêu Chiến ở 47 ga tàu điện ngầm. Vâng thưa quý vị và các bạn, những sự ưu đãi đặc biệt đến từ thương hiệu đủ cho thấy tầm ảnh hưởng của Tiêu Chiến ở mức độ như thế nào. Một ví dụ đơn cử về sự nổi tiếng của Tiêu Chiến, bạn có thể nhìn vào số liệu doanh thu của tất cả các ca sĩ trên nền tảng âm nhạc. Chỉ có 9 ca sĩ Trung Quốc đạt doanh thu trên 100 triệu, trong đó một mình Tiêu Chiến có doanh thu tới 163 triệu nhân dân tệ. Nhưng nó là doanh thu của Tiêu Chiến đến từ một đĩa đơn duy nhất, Điểm Sáng. Trong khi đó các ca sĩ khác có thu nhập trên 100 triệu trên một nền tảng là doanh số đến từ nhiều sản phẩm cộng dồn lại. Điều này có thể thấy Tiêu Chiến đã tạo ra được một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ngay cả Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải, Thái Tử Khôn hay Châu Kiệt Luân cũng không có được thành tích này. Kỳ tích này chứng tỏ lưu lượng phía sau Tiêu Chiến quả thực rất mạnh mẽ. Đó chính là yếu tố khiến anh ấy trở thành tâm điểm trong giới giải trí CPX hiện nay. Dù sao thì Tiêu Chiến đã đạt được những thành tích xứng đáng với sự cố gắng của bản thân anh ấy mỗi ngày. Hãy cùng với kênh 8790 Channel tiếp tục theo dõi hành trình của anh ấy nhé. Tôi là Như Mây đưa tin từ kênh 8790 Channel. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.